nhân kỷ niệm mừng Quốc khánh Vương quốc Anh và sinh nhật nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Vừa qua ngày 11 tháng 6 năm 2017, thương hiệu thiết bị nhà bếp hạng sang đến từ Anh Quốc lần đầu tiên tổ chức chuỗi sự kiện với tên gọi British Week with Ludo London, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 6 năm 2017 với 4 ngày tiệc trà chiều và 2 đêm tiệc VIP dinner dành cho các đối tác, đại lý và khách hàng thân thiết. Nhân sự kiện này, Ludo London chính thức ra mắt thị trường bộ sưu tập bếp Domino đầy tính sáng tạo, tiện lợi và nhỏ gọn, tinh tế. Bộ sưu tập bếp Domino được ví như một kiệt tác của sự hoàn hảo do các kỹ sư tài hoa của Ludo London kết hợp với những chuyên gia ẩm thực hàng đầu tại Anh để nghiên cứu phát triển. Lấy ý tưởng từ thế trận linh hoạt của các quân cờ Domino, bộ sưu tập gồm 6 bếp: bếp Garden Ring, bếp Gado Twin, bếp từ Viva, bếp BBQ Pluto, bếp chiên Neptune và bếp Teppanyaki Blade được thiết kế cùng kích thước để khách hàng có thể tự do sáng tạo trong việc kết hợp các bếp lại với nhau. Ngay trong đêm tiệc VIP Dinner, ngoài việc tham quan tìm hiểu các sản phẩm xuất sắc mang thương hiệu Ludo London, các khách mời đã thực sự mãn nhãn với màn biểu diễn ẩm thực từ bếp trưởng tài hoa Jay Taylor trên chính bộ bếp Domino. Những món ăn đặc sắc như gan ngỗng béo ngậy hay sườn cừu thơm phức lần lượt được trình diễn trên các bếp Teppanyaki, bếp chiên và các bếp từ bếp ga. Tại buổi tiệc, ông Lê Việt Trung, tổng giám đốc công ty Ludo Việt Nam, cũng hân hoan chia sẻ sự vui mừng vì được thị trường Việt Nam nồng nhiệt đón nhận các sản phẩm của thương hiệu đến từ xứ sở sương mù, cũng như gửi lời cảm ơn chân thành đến các đại lý, nhà phân phối đã tin tưởng hợp tác cùng công ty để thương hiệu Ludo London ngày càng vững mạnh hơn tại Việt Nam.